Hello everybody, welcome back to my Horror Gaming channel. Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Horror Gaming của mình trong series 8 tựa game hôm nay. Hãy bắt đầu luôn tựa game đầu tiên trong video của các bạn trong series tựa game Ice Cream game nào. Let's go. Let's play with Ice Cream one in normal mode. Tập bên the video, chúng ta sẽ view Charlie trong tập này các bạn. Mình gọi dây thừng màu xanh nữa. Ok, được Storm lên sang này chính là thứ cho cái đấy bạn này. Bên xuống cái bây giờ di chuyển hai được ok be careful. Và vẽ cho người chơi tiếp theo cho ca này không? Oh, my plan is going perfect. Yes, we're not gonna say for a minute. Chắc có mang camera để sang phía bên kia vào đầu đường không nhỉ? Bỏ bên trong, chúng ta đã vừa được xong ở đây nào bạn. Còn kích thước toàn lần đây nào. Sang phía bắt đất bên kia để lấy cái chiếc chìa khóa như ta cần nào bạn.
chiếc máy cầu thượng nó hoạt động đó. Tông qua đường cống này sang bên đường này. Yeah, good choice, kid. We have the key in hand. Bring this key to the car. Cẩn thận chúng ta rồi. Nên xem di chuyển đến địa điểm tiếp theo rồi. Mở cánh cửa phòng nhân sự và cho những lấy sức thẻ của Fred trong ngoài cận. Ông ta chỉ đi sang phải đó. Chúng ta sẽ đi nào. Của chúng là để cho có thể nhớ được trước nhất bên kia các bạn bằng cánh cửa của bà đàn rồi. Crazy. Còn có 1 phút để hoàn thành nhiệm vụ tiếp theo ạ. Yeah.
với Charlie các bạn. Bây giờ chuyển sang tình tiếp theo trong video này. Ice cream chứ. Trong tập này thì cho cần phải cứu em gái của Charlie gọi là Alice. Okay. Hey, don't play with me. Rất đầu tiên của tập một. Custom. Thank you.
cùng rồi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Sure. I could do something with this. Thank you.
hay là lock, nên lock. Jay, help me out of here, please. Mất chiếc kìm nữa các bạn, nên cho con tìm sửa thoát ở đây các bạn nhé. Và mình giúp các bạn chuyển qua những tiếp theo nữa trong video này. Ice cream free. Thank you.
Đến với chuẩn quá nhỉ. Sau đấy rồi như độ chiếc mũi trong tàn này các bạn. Cho sau đấy chiếc quả trong tàn này. Chiếc chìa khóa của nhà bên trong đó có chiếc của con gỗ đầu tiên ra cần phải lấy được vậy. Mình gọi chiếc nhà Yellow Golden Yellow House. Golden Yellow House. Chưa còn lỗi dài vậy. Quay trở lại Metro Station nào. Số bên tay trái chúng ta các bạn nhé, 3-4-1 3 important numbers. Để trả đưa đến đưa ra đưa ra thành công vậy.
mình chơi được. Cùng để cho có thể hoàn thành nhiệm vụ này các bạn. Để chơi shopping. To kill some kids today. I'm looking for the chump puppy ones. I'm going to the shopping center.
hermano. Hey, ¿qué pedo contigo, hombrecito? Why are you making so much noise? I don't know what that weird man and you are playing. You know I see you on the cameras, ¿verdad? Do you want me to call the police? No manches, güey. The truth is that I hate my job. I could be somewhere more bonito. Break everything you want, hombrecito. Let's see if this way, with a little luck, I get fired. Vuelve pronto. Hey, hombrecito, let's make a deal. If you manage to go through all the cameras in record time, I will give you a prize. Don't judge me. I need some entertainment. When you are ready, come here and speak with me again. Tao tạm. Tao tự động cho ta xuống đây gọi. Get out of this cage and let's give our friend.
illusion. Jeffrey.
Ok, con robot rồi sẽ dễ bạn. Driving me crazy. Talk How did they run away again? Ice cream screen. Stuff from the what? Cream. Fire the gun to every ice cream man and then fire the acid point to each other. Listen.
查的想法。แล้วก็เบลจ์ก็ว่าจะกลายเป็นที่ทำฟริกี้กราชาวAccess granted. My will. Everyone will follow my rule. I'll look at the hair, look at.tiếp theo Crazy Grandpa Crazy Grandpa Ice Cream Story Mode Mà chúng ta bỏ chơi nè cảnhThì nữa video của hết đây qua thử kênh cuối cùng mình muốn giới thiệu các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha. Thank you.